Dư luận vẫn còn chưa hết xót thương cho năm bà cháu tử vong thương tâm do lật thuyền ở bản nghèo Cốc Rấy. Thì ngày 17 tháng 8, một vụ chìm thuyền ở An Giang đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông mãi mãi. Để phục vụ cho công việc cất nhà từ thiện, ông Lý Văn Mít, 57 tuổi, hội từ thiện xã Vĩnh Gia, thuê vỏ lãi có tải trọng 40 tấn chở gỗ. Đến khoảng 5 giờ ngày 17 tháng 8, khi vỏ lãi lưu thông trên kênh Vĩnh Tế đoạn đi qua hai ấp Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn thì bị chìm. Lúc này trên vỏ lãi có 4 người, trong đó có 3 người đã kịp bơi vào bờ, riêng ông Lý Văn Mít do nằm ngủ trong võng màng, không kịp thoát nên tử vong. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Vĩnh Gia, bộ đội biên phòng An Giang đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân, trục vớt người phương tiện. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Gần đây, những vụ tai nạn rủi ro liên quan đến sông nước xảy ra nhiều hơn, đòi hỏi người dân cần hết sức chú ý khi sử dụng phương tiện đường thủy để di chuyển, làm việc. Bên cạnh các kỹ năng bơi lội, người dân cũng nên có thói quen mặc áo phao, kiểm tra kỹ càng phương tiện trước khi di chuyển để hạn chế tai nạn rủi ro.